đây mới là hoạt động gì. 1, 2, 3. Ta da. À các bạn ơi, đây là quả gì đây ta? À đúng rồi, đây là quả chanh. Thì hôm nay cô hướng dẫn cho các bạn cách để làm một ly nước chanh thật là thơm ngon và tốt cho sức khỏe các bạn nhé. Để chuẩn bị thì ở đây cô có một đĩa chanh, một cái ly, một cái muỗng, cô có một cái bình bông lọc và có một chén đường. Đầu tiên thì cô sẽ vắt chanh ra ly. Các bạn nhớ là mình dùng lực cổ ba đầu ngón tay các bạn vắt chanh vào ly. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau.